Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Gian Giả Đồng Quê. Hôm nay Diền có chuẩn bị mâm bánh tiêu nè ông bà cô chú ơi. Thì sáng hôm nay Diền sẽ bán bánh tiêu để cho bà con ăn sáng nha. Lần trước thì Diền có chiên tại chỗ bán, còn lần này thì chiên sẵn rồi làm những cái bánh to hơn, bự hơn nè. Cái bánh rất là to luôn, vừa to mà lại vừa tròn hả. Rồi bây giờ mình sẽ đi dài vô trong đường mình bán luôn. Hôm nay Diền sẽ bán 4.000 một cái, tại vì bánh hôm nay nó bụi hơn. Bánh tiêu không Hiển ơi? Nhắc này chắc Hiển đi học rồi quá. Giờ mình sẽ lọ dài dài vô đường luôn nha. Bánh tiêu không Nhân Quân? Bánh tiêu không con? Có 5.000 thì bán 5.000 mua đi rồi có gì nữa, giờ nửa đưa Út sao đâu có gì đâu. Mấy cái? Cái gì? Cái 4.000. Giờ lấy hai cái đi rồi chừng nữa rồi nữa có đưa chị sao, mẹ gì đưa chị sao. Dạ. Ha. Dạ. Đây, hôm nay bánh rất bự. Rồi, chị cảm ơn nha. Để gì vậy? Ôi, chị gài lên luôn cho. Rồi được chưa? Dạ. Ôi, cây mít trái hết xíu trái. Đu đủ chín luôn rồi kìa. Cái này vô tới trong lộ rồi. Bánh tiêu ơi, ba hai ơi. Bà hai bánh tiêu. Còn bánh cái ngồi buồn hiu ăn bánh tiêu cho nó đỡ buồn hiu. Cho nó buồn hiu luôn. Dạ. Gỡ tiền chịu lại lại mới được. Cái mâm bánh này nhiêu gỡ tiền chịu lại. Nói là bà hai cho thêm đi. Nhận ngàn đỡ ngàn ha bà hai. Nhiều cái hả? 4.000 cái. Hôm nay bánh bự. Mua một cái tặng cái, cái tiền tính hai cái, cái. Lấy hai cái đi chứ không lẽ mua một cái. Hai cái gửi đi 10.000. Cái gửi 10.000. Xé làm hai, giờ mẹ chồng nàng dâu ngừng hai cái gửi. Hai ngừng 5 cái, à ba cái. Không đem cây kéo theo mà nhấp đâu mà. Nhấp làm hai. Thổi thối mày. Vậy lại thổi thối. Rồi con gửi bà hai. Không bán bánh bò tao nhét vô tao ăn luôn. Quá tiền rồi nè, còn có nhiêu nè, đóng tiền điện nữa nè. Khổ không, đi đám cưới ở gài hết trả tiền. Còn trả tiền lấy không? Mới hàng. Là con thiếu lại 2.000. Đóng mẹ. Thì để chút nữa con thòi cho. Tiền điện tới 300 mấy, ở này còn có 200 mấy hả? Hai cái ăn nào? Ừ, hai cái. Thiếu rồi. 6.000 bạc. 6.000 bán hai cái thì lấy của bà hai 2.000 nữa bù quá. Cảm ơn rất xong. Ủa nay bắt chính đi đâu rồi hay gì? Thôi giờ hai cái đi lấy 2.000 của bà hai, mượn bà hai 2.000 rồi tính đâu vào đấy chứ bà hai. Mà hai con các bạn cái thấy không? Bởi vì con là không có thòi sớm. Có gì mình bán được thêm cái nữa. Trừ qua cái lợi mà. Bởi vậy. Nó bánh máu gì nè. Rồi con cảm ơn luôn. Bánh tiêu ơi bà Sáu. Bánh tiêu bà Sáu ơi. Bánh tiêu. Bánh tiêu, bánh tiêu. Nóng hỏi luôn, vừa hỏi vừa ăn. Mình làm hai luôn. Thâu gì vậy? 2.000. Ba cái đi là 2.000 đó bà hai. 2.000 đó. 2 cái là không có tiền.
bởi chồng dạ 4.000 cái bà giáo chồng bán cho bà chữ ừ ghê luôn ngon cái nhà ơi ăn hồi không có nước uống nè béo ngọt đây cậu hơi cái bên không sao con gái bán bánh tiêu 4.000 có ngàn không bà hai bà sáu bà có ngàn không 2.000 cho con 2.000 cho con ngàn cái con trả bà lại 2.000 dạ rồi con cảm ơn bà nhiều bán 5.000 bán mẹ 5.000 đi 4.000 con cảm ơn bánh tiêu hèn ơi hèn bánh tiêu chú Nam bánh tiêu không chú Nam bánh tiêu đi buồn heo ăn bánh buồn heo ăn bánh tiêu đừng vui đừng ăn bánh tiêu 50 đi hai cái đi có một cái ăn sao đủ 4.000 cái bốn ồ thấy chưa hai cái liền bánh teo đây bánh teo mà này để chưa ăn bánh teo bánh teo teo thể ra dạ 8.000 bánh teo để cho con gửi chú Năm bánh teo con cảm ơn luôn ai muốn teo thì ghé đây không rồi đi để bán là hết được ăn liền luôn hết năm nóng ngon nghe bà không ăn hồi nguội hồi nguội hết ngon kè thấy không kè sữa bánh mì sữa bánh mì đồ ăn quá trời sáng này là thủ khỏi ăn cơm nè thôi ăn đi để không ăn ta ăn cũng vậy rồi con đi ta luôn ăn nhầm miệng ta ăn cũng dài lắm 4.000 rồi mình đi dạy dạy bà Út có trong nhà không à bà hai quẹ qua bà Út ơi Út ơi bánh tiêu không Út ơi hết bệnh chưa? Hết rồi. Hai cái bánh teo không chị ba ơi? Gì vậy? Gì vậy? Hai cái nhiều. Dạ 8.000. 10.000 con hồi lại 2.000. Rồi con cảm ơn bà Út. Tiêu gì bà? Ba hai cái. Rồi. Hai cái. Cái đây nè, đèn đèn á. Đèn đèn hả? Khoái ăn đèn đèn hả? Vàng vàng nó thơm. Một cái như vậy. Dạ 4.000 cái. Một cái đây cái này vàng nè. Hai cái. Rồi cho em gửi. Thôi lên 12.000. Rồi, con em cảm ơn luôn nha chị. Nha. 4.000 cái cưng. 5 cái ha. 4 cái ha. 5 cái đi 20.000. Nha. 1 2 3 4 5. Rồi, đây cho chị gửi. Cảm ơn luôn nha. Rồi còn mớ nữa gì sẽ lội vòng vòng dài xuống với bà Tư bà Hai đầu này kia đó ra đây luôn tại vì á bà Hai này á nước á bà Hai ít có lội ra lắm. Cái này nước bình hay sao á mà nước nó cứ nằm như vậy hoài luôn nè. Bình nước ra chờ con nước 30 lên nữa. Bánh teo không bà Tư ơi? Đau bụng hả? Uống thuốc chưa bà Tư? Bánh teo không có hàng. Dạ 4.000 một cái bánh bự dạ mấy cái cơ hả mấy con cái hả cái hả ha đây cho con gửi cô cảm ơn cô mình chào bà Tư chút xíu
cái bà Tư. Hôm nay cái bánh to luôn nè. Một cái ha, lấy cái vàng ha. Ừ. Cho nó thơm. Rồi đây cho con gửi. Hồi nãy hát hoài chạy ngang tôi đi đồng vô tôi bò đó phải không? Gặp phải không? Nó mệt muốn ăn chết rồi. Bánh tiêu bà Hai ơi. Ở này nước ngập đâu đi ra lộ đó hả bà Hai? Bà Hai nước ngập đây cũng chưa được. Dạ. Cái đường này nó trơn trượt quá chèn luôn. Bởi vậy dạ, bởi vì con lội vô đây nè. Dạ 4.000 một cái. Đi mua 2 cái đi. Dạ. Được mua cho cháu ạ. Dạ. Rồi quần quần trong nhà rồi đồ ăn rồi gửi hả bà Hai? Cháu đem xuống. Dạ. Tình duy con hơn đó. À dạ dạ. Con thòi lại 2.000. Nhà cháu nó phái tiêu đó. Dạ. Con còn có phần quý á. Dạ. Rồi con gửi bà Hai, con cảm ơn luôn nha bà Hai. Chú Ninh này nước này có đi không ta? Ở dưới nhà dưới đó, đều đi đập rồi. Bởi vậy này là mình phải phục vụ tận nơi. Cái này bình nước lại bà Hai. Nó làm gì hoài luôn phải không? Ở bình con nó không giật á. Dạ. Bình nó không giật gì đó. Bánh tiêu bà Út ơi, nay là ra đến tận nơi luôn. Chú Ninh ơi, chú Ninh ơi. Bánh tiêu, bánh tiêu. Nó hỏi nhiều cái đặng à. 4.000 cái. Thủ sẵn tiền trước hả? Ừ, chết cái đi vô đi ra nó đi khó. Dạ. 2 cái ha. Hai cái. Đó, đi ra kìa, mua đi. Mà đợi không lấy tiền. Cởi, chờ chút xíu đâu sao đâu. Nghe không, tháng nước rồi, chú Ninh dạ, khổ không? Chú Ninh nước khổ, bởi vậy. Đâu có đi được đâu à. Có đi được đâu đâu, bởi vì con mới đem tận nhà nè. Thấy không? Rồi, con hồi lại 2.000. Rồi, con cảm ơn chú Ninh luôn nha. Sáng nấu cơm sớm nè. Bà Út sáng ăn cơm sớm mà. Cơm sớm trong ăn. Dạ. Dạ. Con đi luôn bà Út ơi. Còn 5 cái nữa. Mình lại về ra đường. Su. Đi bán bánh nè. Bánh tiêu không? Bánh tiêu không em bà ơi? Dạ 4.000 một cái. Dạ bánh tiêu không à. Dạ hôm nay là làm cái bưởi. Mấy cái hả? Mấy cái hả? Đi đám hết rồi. Dạ, nay đi đám đi à. Học
Dạ. Sao mà đâu đi xe mất tiêu, hai mua đồ ăn, mua hủ tiếu rồi bỏ chân nhất rồi. Dạ. Nay chuẩn bị đi đâu hay gì vậy ba? Dạ có. Dạ đỡ rồi. Dạ. Con cảm ơn luôn nghe cô cháu. Lỡ dài lên luôn. Bánh tiêu ông Út ơi. Chú quả bánh tiêu nè. Sáng rồi hả? Hôm nay mình đổi hướng là đội dài lên coi nó như thế nào nha. Còn 4 cái nữa. Bánh tiêu không cô? Chú Trung. Ăn sáng rồi hả chú? Bánh tiêu, bánh nằm. Hai cái luôn. Dạ. Mới đi chợ về hả anh nè? À kìa kìa, hình như ai kêu gì mà kêu mình hay gì ta? Cái Nam bởi vậy gặp bánh rồi nè. Chịu sao nổi hả? Chịu sao nổi. Đây cho con gửi. Dạ 8.000. Hai cái luôn hai nè. Ồ, hình quá. Rồi con gửi hết năm rồi. Hết luôn rồi. Kẹt mâm luôn. Rồi con gửi, cảm ơn hết năm. Rồi cảm ơn hết năm luôn. Thôi đi dạy về dưới thì ghé bà hai đếm tiền cho vui. Mình bán xong rồi, mình đi về dưới kia mình đếm tiền sao. À, hết chưa bà hai? Bánh ăn hết chưa? Ngon không? Ăn có nửa cái không dám. Tưởng ngon quá, tưởng ấy lại mua nữa. Hình như hồi nãy có nghe ai ngoắc ngoắc á ta. Ủa bà ba bên lắp đi vô rồi hả? Vô rồi. Rồi, giây phút hồi hộp đã ghé đếm chung với bà hai cho nó vui. Bác Năm bữa nay không có đi cắt rau phải không Năm? Không, rau cái này nó thích quá. Nó có mấy có ba bữa vậy. Cái này chưa cắt lại. Thôi em bán gì nữa. Thôi, chưa suy nghĩ ra. Mỗi ngày mỗi thứ. Để về suy nghĩ, nằm gác chán suy nghĩ cái bóp. Không, bà Út bữa nay bà Út hà tiện. Bà Út nấu cơm ăn sớm, làm hại con ế mấy cái bánh tiêu. Đi trong cứ hết tiền. Bà Út không mua, có chú Ninh thấy không? Chú Ninh tâm hộ. Có chú Ninh là ủng hộ nhiệt tình luôn à, bởi vì bữa em chạy lên được ha. Chạy lắm. Con lội xuống dưới. Dạ, con lội tới dưới. Nên ủng hộ rồi. Nay ông có đi đồng không? Đồng hay là vô. Ông lội vô đây. Nó lội vô hả? Vô con chị à, có bánh tiêu đó. Nó có đó về nhà. Quá cả bả rồi. Trong là hai rồi, hết chết rồi. Nay khỏe nhiều ha bà hai. Hết tiền rồi, hết đâu. 3.000, 4.000, 4.000 lẻ. Ngày 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nhà hàng hả? Ông Hằng Quân ở ngoài nó thiếu 3.000 nữa. 15 15 15 hả? 13 đâu? 12 15 14. Có 4.000 lẻ à. Thiếu 4 ngàn. 4.000 với cộng đó vô 1.000 nữa năm. 124.000. Được 124.000. 12, 13, 14, 15. Ngừng, ngừng tính. Vậy nó phải sốc. Hả? Lời được 24.000. Sáng lấy. Thì hôm nay á, vì đội cái mâm bánh tiêu đi bán á, cũng lời được 20 mấy ngàn á, ông bà cô chú ơi. Thì dì cũng xin tạm dừng video tại đây nha.
cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng quan tâm và theo dõi video. Giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ sau. Bye bye.